Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ, thưa quý vị. Hôm nay là Ngọc xin chia sẻ những thông tin của tin tức của ngày 12 tây tháng 11 năm 2020, tức là ngày thứ năm. Xin lỗi là ngày hôm qua Ngọc nói lộn cái thứ ha. Ngọc xin chia sẻ những thông tin liên quan đến shutdown lần 2. Liệu nước Mỹ có bị shutdown lần 2 toàn quốc gia hay không? Và hiện giờ có một cái địa phương đã có cái lệnh shutdown và họ tiếp tục gia hạn cái lệnh shutdown này ở tiểu bang Texas và những cái tiểu bang khác thì có những cái lệnh mà giới hạn restriction như thế nào thì Ngọc cũng xin chia sẻ, đó là tiểu bang Ohio, tiểu bang Michigan và vân vân. Thì Ngọc cũng xin chia sẻ và đối với cái đội đặc nhiệm COVID của ông Biden á, thì hiện giờ người ta nói là cái kế hoạch của người ta hai quý vị là sẽ shutdown toàn nước Mỹ trong vòng 4 đến 6 tuần. Thì Ngọc lưu ý quý vị là Ngọc chỉ là người đưa tin thôi. Cái này có thể là nó xảy ra, có thể là sẽ không bao giờ được áp dụng. Bởi vì sao? Bởi vì cái người tổng thống đương nhiệm hiện giờ vẫn là President Trump. Còn Joe Biden là hiện giờ các báo giới truyền thông người ta gọi ông là President Elect, là vị tổng thống dân bầu. Thì Ngọc chỉ là người đưa tin thôi. Ngọc không có muốn xen vào ở cái bên đội xanh hay là bên đội đỏ quý vị ha. Và Ngọc xin mời quý vị theo dõi tiếp cái video này, bởi vì Ngọc nghĩ là những cái thông tin này nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Và hiện giờ cái số ca nhiễm của Mỹ nó vẫn tăng đều và tăng cao quý vị. Riêng so với CDC, so với Johns Hopkins, cái số liệu thống kê của họ khác nhau. Nhưng mà thường thì Ngọc lấy cái số liệu thống kê từ CDC. Thì CDC người ta nói hiện giờ cái số ca nhiễm ở Mỹ là hơn 10 triệu ca nhiễm và số tử vong là hơn 230.000 ca tử vong. Và quý vị biết là ở tiểu bang Texas thì có cái quận El Paso, hôm bữa trước Ngọc đã chia sẻ là người ta đã có cái lệnh shutdown rồi. Khi mà Ngọc chia sẻ những thông tin này thì Ngọc bị la nào nói chia sẻ những thông tin tầm bậy. Thì Ngọc xin dẫn chứng sau đây ha quý vị. Ngọc sau khi mà Ngọc chia sẻ thông tin này, Ngọc sẽ dẫn chứng cái lệnh này là Ngọc lấy từ đâu. Chính thức là người ta có lệnh rồi. Và cái người ra lệnh này là cái người thẩm phán của cái quận đó, không phải là thống đốc của tiểu bang Texas, mà cái người thẩm phán của cái quận El Paso này, ông Ricardo Sandman Niego, không biết là Ngọc đọc tên ông có đúng hay không. Thì ông ra lệnh là những cái non-essential businesses, có nghĩa là những cái doanh nghiệp, những cái tiệm, những cái cửa hàng mà không có thuộc là những cái ngành nghề thiết yếu sẽ tiếp tục bị đóng cửa ít nhất 3 tuần nữa. Tức là hôm bữa trước là đã bị đóng cửa rồi, bây giờ ông tiếp tục cho những cái business này đóng cửa cho đến ngày nào? Ngày 1 tây tháng 12 năm 2020 vào lúc 2 giờ sáng thì cái lệnh này sẽ bị gỡ bỏ. Nếu như mà không có cái lệnh nữa thì cái lệnh này sẽ kết thúc. Và cái lệnh lần trước là ông đã ra vào ngày 29 tháng 10 đó quý vị. Vì sao ông lại đưa ra cái lệnh này? Thì khi mà ông đưa ra cái lệnh này á thì nhiều người nói là có nó chống lại với cái lệnh của thống đốc, rồi chống lại những cái lệnh của gọi là general, gọi là Attorney General đó quý vị. Thì ở đây á, người ta giải thích cái lý do là cái lệnh này vẫn có hiệu lực và người ta muốn kiềm chế cái sự lây lan và người ta muốn cái kiểm soát số giường bệnh hiện giờ đang rất khan hiếm khi mà cái ca nhiễm tăng cao và cái số người nhập viện càng tăng cao. Hiện giờ cái số người nhập viện ở quận này là 1.100 người nhập viện và trong đó có 279 ca nặng. Riêng cái tuần vừa rồi là có 1.000 ca, tăng 1.000 ca, và ngày thứ tư tức là ngày hôm qua là cái con số mà người ta liệt kê ca tử vong là 14 ca tử vong riêng cái quận El Paso, tiểu bang Texas này thôi. Ở cái tiểu bang này á thì quý vị lưu ý là tiểu bang Texas thì quận El Paso là cái quận giáp ranh với nước Mỹ, cho nên là Ngọc không có nói là toàn tiểu bang Texas nha quý vị. Ngọc chỉ nói cái quận này thôi. Đây là cái lệnh của ông đó quý vị, quý vị tham khảo nha. Rồi bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cái lệnh này á, người ta nói là nó cũng bao gồm cái lệnh curfew, là người ta nếu như quý vị không có cái việc gì quan trọng, không có đi học đi làm hay những cái gì quan trọng thì phải ở nhà từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng đó.
Quý vị ơi, Ngọc chia sẻ cái thông tin này. Ngọc biết là cái thông tin nó nhạy cảm nhưng mà Ngọc nghĩ nó liên quan đến cái thị trường chứng khoán, đầu tư, mua bán cổ phiếu, cho nên là Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Đây là cái thông tin mà đội đặc nhiệm của ông Joe Biden nói là hiện giờ cái đội gọi là cái một trong những cái người advisor của cái đội đặc nhiệm COVID của ông Biden thì người ta nói là nước Mỹ có thể là sẽ shutdown lần 2 trong vòng 4 đến 6 tuần để có thể kiểm soát cái đại dịch này và củng cố cái nền kinh tế của Mỹ. Thì ông Dr. Michael Osterholm, tức là ông là một trong 12 thành viên của đội đặc nhiệm COVID của ông Biden, thì ông nói rằng có thể là Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cái cuộc đóng cửa toàn quốc luôn, kéo dài từ 4 đến 6 tuần như lúc nãy Ngọc nói, để chống lại cái sự gia tăng đột biến của con virus này và cứu vãn cái tình hình kinh tế của Mỹ. Và ông cảnh báo rằng cần phải ngăn đất nước bước vào một cái gọi là cái COVID hell, tức là một cái địa ngục COVID trong vòng vài tháng tới. Và gọi là ông nói là nơi ông dùng cái từ là gọi là một cái đen tối nhất của đại dịch đối với vậy, thì ông cũng tuyên bố là cách tốt nhất để giảm thiểu tử vong và cái tình trạng nhập viện gia tăng, và trong lúc mà nước Mỹ đang chờ vaccine á, thì cách tốt nhất là phải có một cái shutdown lần hai. Đó là theo cái lời của ông nói như vậy. Và ông cũng nói là khi mà shutdown như vậy thì những cái người mà mất việc, mất job, những cái business phải shutdown như vậy thì họ sẽ được sự hỗ trợ của chính phủ. Thì ông đang nói đến cái gói cứu trợ đối với vậy, thì ông tuyên bố rằng nền kinh tế của Mỹ có thể phục hồi trước khi vaccine được phân phối, nhưng mà hiện giờ Hoa Kỳ có thể là vay tiền để cho một cái gói cứu trợ để trả lương cho các nhân viên, để trả lương cho các doanh nghiệp, để người ta có thể ông đang nói cái chương trình PPP đó vậy, rồi người ta có thể là hỗ trợ cho những cái người mà mất job, mất việc làm về cái tiền trợ cấp thất nghiệp vân vân. Cho nên là hiện giờ ông nói là có thể mượn tiền để ngay cả hỗ trợ cho những cái thành phố, tiểu bang và những cái local governments luôn. Nhưng mà ông nói là một chuyện, nhưng mà hiện giờ Tổng thống Trump vẫn là vị Tổng thống đương nhiệm, và cái người mà hiện giờ đang là trưởng của đội đặc nhiệm COVID của Tổng thống Trump, của chính quyền Mỹ hiện giờ là ông Dr. Anthony Fauci. Và nếu như mà mượn tiền như vậy á, thì phải thông qua một cái gói cứu trợ nữa, và cái gói cứu trợ này là liên quan đến quốc hội. Và bây giờ quốc hội là nói đến Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người muốn cái gói cứu trợ to bự, và nói đến ông lãnh đạo đa số ở Thượng viện Mitch McConnell, một cái người mà luôn luôn là nói cái gói to bự là không có cần thiết, ông chỉ muốn cái gói nhỏ thôi. Cho nên là quý vị phải sẽ quay trở lại một cái vòng luẩn quẩn như là mấy tháng qua nữa. Không biết là cái kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump như thế nào trong cái thời gian sắp tới, từ nay đến tháng 1. Thì quý vị biết là cái kế hoạch của Tổng thống Trump và cái kế hoạch của ông Joe Biden là rất là khác nhau, thưa quý vị. Nhưng mà hiện giờ các giới truyền thông gọi ông Joe Biden là President Elect và President Trump là người Tổng thống đương nhiệm. Đối với tiểu bang Ohio, thưa quý vị, thì cái tiểu bang này người ta đang có cái lệnh mới về cái việc là yêu cầu và ràng buộc là phải đeo khẩu trang. Thống đốc của tiểu bang Ohio này á, thì ông nói là vaccine này có thể là đến sớm nhất là tháng 12, nhưng mà hiện giờ chúng ta cũng không có cái vaccine rộng rãi cho công chúng, chỉ những cái người mà ví dụ như là những cái người làm việc trong những cái ngành nghề thiết yếu, rồi những cái người lớn tuổi, rồi những cái người frontline workers, những cái người mà có high risk, tức là cái nguy cơ lây nhiễm cao, thì những cái người này là những cái người mà được tiêm trước, còn người khỏe mạnh thì phải đợi, có thể là đợi tới mùa xuân năm sau đó quý vị. Và khi mà cái tin vaccine này ra thì công ty Pfizer và công ty Moderna, thì hai cái công ty này giống như là cái vaccine của nó, cái vaccine của nó là gần 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 giống nhau đối vị. Cho nên là theo ông Dr. Fauci thì đây là một cái tin rất là tốt, và cái kết quả mà 90% hiệu quả
là nó còn còn tốt hơn nữa. Ông rất là mừng và ông so sánh giữa hai cái vaccine. Thì quý vị đầu tư thị trường chứng khoán thì quý vị lưu ý là hai cái công ty này, Pfizer và Moderna, là hai công ty, tại vì khi mà Pfizer ra cái tin như vậy thì Moderna người ta cái chứng khoán của người ta cũng tăng lên luôn, từ dưới 80 mà tăng lên tới 87 rồi bây giờ hạ xuống 85. Không biết là ngày hôm nay là tại cái thời điểm này là hiện giờ là vẫn còn là 85, 86 đó quý vị. Thì quý vị biết là nếu như mà quý vị theo dõi thị trường chứng khoán, đang đầu tư chứng khoán thì hãy quan tâm đến những cái thông tin này ha. Và cưới lễ tang, những cái tiệc tùng hội họp thì những cái nghi lễ thì được phép diễn ra, nhưng mà cái party, buổi tiệc sau đó là người ta không có cho phép quý vị. Và người ta cũng nói là có thể là những cái restaurant, những cái quán bar, những cái gym, phòng tập thể dục ở đây có thể là phải bị shut down một lần nữa. Thì đó là cái kế hoạch của họ như vậy. Và hiện giờ là Ngọc chỉ muốn dừng lại ở cái thông tin mà Ngọc chia sẻ cái thông tin thôi. Quý vị đừng có ném đá tội nghiệp Ngọc nha. Và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Hy vọng là quý vị sẽ like, share và đăng ký kênh ủng hộ Ngọc nha. Và nếu như quý vị hỏi về thị trường chứng khoán thì hiện giờ Ngọc đã bán giống như là những cái cổ phiếu như Tesla, Apple là những cổ phiếu mà Ngọc nắm giữ rất là nhiều, và Ngọc đã bán và Ngọc chuyển sang cái công ty là NIO, là giống như là một cái công ty xe điện của China, và Ngọc chuyển qua là INO, và Ngọc chuyển qua Moderna thì Ngọc bán rồi, nhưng mà Ngọc nếu như nó xuống Ngọc cũng sẽ mua lại. Và Pfizer thì Ngọc vẫn giữ, Ngọc chưa bán. Và cái công ty INO hiện giờ nó lên quý vị ở một, Ngọc mua ở một cái giá là khoảng là 8 đồng bao bao nhiêu á, nhưng mà Ngọc tiếc là Ngọc mua lúc đó là Ngọc mua rất là ít, Ngọc không có all in, Ngọc không có mua nhiều, tại vì tiền cũng hết rồi quý vị, không có dám sử dụng margin nhiều. Tiếc là mình không có mua nhiều, chứ mua nhiều là thắng đậm rồi. Đó thì Ngọc cũng xin chia sẻ những cái thông tin như vậy. Hẹn gặp lại quý vị nha. Bye bye nào.